MVC gửi lời chào tới các bác cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng, việc xế chất, với hotline tư vấn là 0968 22 889. Ngày hôm nay thì em Việt sẽ giới thiệu với các bác với một cái mẫu xe mà hiện tại nó chỉ có giá ngang với cả một chiếc Vios, nhưng cái giá trị từ độ sang trọng, đẳng cấp cho đến độ an toàn cũng như là những cái vật liệu của chiếc xe này thực sự vô cùng cao cấp, mà đến kể cả những chiếc Camry đời mới bây giờ cũng chưa chắc đã có những vật liệu cũng như cái chất liệu như ở chiếc xe này. Vậy thì chúng ta có thể khám phá qua nội thất bên trong của chiếc xe này. Khi mà em ngồi ở cái hàng ghế thứ hai thì đầu tiên các bác có thể thấy ngay ở trên khu vực bản tapi cánh cửa của chiếc xe này, chúng ta sẽ có những cái gì. Đầu tiên thì các bác để ý đó là hệ thống âm thanh với toàn bộ là loa Boomaster cao cấp, rất là xịn sò, mang cái chất liệu âm thanh thì cực kỳ hay. Và đây là nhôm nhá, bằng nhôm phay. Đấy, và các bác có thể thấy là theo thời gian nó còn rất là mới. Và trên này chúng ta có nhựa nhưng mà là nhựa cao cấp. Đấy, nó để lại rất ít những vết xước sát và càng dùng càng bóng các bạn. Và trên này thì chúng ta cũng có một cái rèm này, một cái rèm cơ cho hàng ghế sau. Đấy, nhưng mà nó sẽ tăng cho chúng ta cái độ riêng tư trong cái quá trình các anh chị chúng ta di chuyển. Đấy, tay nắm cửa cũng được làm bằng những hợp kim nhôm kết hợp với da và thêu những đường chỉ đều tăm tắp. Và chất liệu da các bác có thể thấy là đi càng chúng ta ấn vào nó cảm giác rất là mềm. Đấy, và kể cả những phím bấm thì các anh chị cũng có thể nhìn giúp em này. Đó, rất ok đúng không ạ? Và cái độ an toàn của dòng xe này thì chắc là cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Thân vỏ bằng hợp kim nhé. Và kể từ cái bàn lề cửa các anh chị có thể thấy độ chắc chắn của nó này. Đấy, và đây tất cả từng cái vạch sơn nguyên zin nguyên bản. Đấy, để các bác có thể thấy được cái độ nguyên zin của xe này. Và dòng xe này thì các bác có thể thấy là trên cửa nó cũng rất là nhiều lớp gioăng. Đấy, nó kết hợp giữa nỉ cao su. Đấy, và trên mép của gioăng cửa cũng vậy. Đấy, điều này nó sẽ giúp chiếc xe khi mà các anh chị chúng ta đóng vào như này thì các bác cảm nhận cái độ chắc chắn đó, và khả năng cách âm nếu mà chúng ta đóng cả bốn cửa thì nó gần như là mang tới cho các anh chị chúng ta một cái không gian yên tĩnh tuyệt đối. Phải nói là khả năng cách âm của chiếc xe này thực sự rất là tuyệt vời. Và đây, hàng ghế sau thì các bác có thể ngắm nhìn giúp em này. Đấy, da mềm cao cấp và còn rất mới, gần như là chưa để lại một vết nhăn luôn các bạn. Đây. Đấy, và bản ghế thì các anh chị nhìn là nó khá là lớn. Đấy, và hơi chéo về, nó hơi dốc về phía đằng sau. Điều này thì đây là một cái nghiên cứu mà giúp cho người ngồi sau cảm thấy nó chắc chắn, không bị mỏi. Và hai nữa là khi mà xe di chuyển ở giải tốc độ cao thì hoặc là trong khi mà chúng ta gặp phanh chẳng hạn, đấy, phanh gấp chẳng hạn, thì nó người ngồi sau nó sẽ giữ được ở cái vị trí an toàn và không bị xô lệch. Đấy, có thể nói đây là một thiết kế thực sự là rất đáng tiền các bạn, nó không hề lãng phí như nào đâu các anh chị nhá. Và đây các bác thấy này, ở đây chúng ta còn có một cái bậc tì tay cũng là bằng da. Đấy, và bên trong này thì các bác có một cái hộc để đồ nhá, ok chưa ạ. Đấy, còn đây là cái khay để cốc các anh chị này. Đấy, rất là mượt mà đó. Vâng, một chiếc xe chỉ có giá ngang cả một chiếc Vios G thôi. Đấy, thì các bác có thể thấy là nó sang xịn rồi. Phía sau cũng được trang bị cửa gió điều hòa. Và toàn bộ cái viền này các bác thấy bằng nhôm nhá, kể cả những cái lúm xoay này. Đấy, vâng, cảm giác rất là ok các anh chị ạ. Chủ nhân cũ thì đã làm cho các bác một cái sàn rồi, sàn 5D rồi. Đấy, và phía sau này thì chúng ta còn có cảm biến cảnh báo va chạm này, và túi khí. Vâng, rất là nhiều túi khí được bố trí bên trong xe. Và có cả một cái rèm đằng sau nữa thì nó chỉnh điện. Chút xíu nữa thì em sẽ quay cho các bác, đúng không ạ? Đó. Vâng, thực sự là một cái không gian nội thất rất đẳng cấp, không hề kém cạnh với những chiếc xe tiền tỷ, đúng không ạ? Bởi khi mới chúng ta phải bỏ ra với chiếc xe này nó rơi vào khoảng 1 tỷ tư. Và 1 tỷ tư để có thể lăn bánh chiếc xe này ở trên đường các chị nhá. Và các bác thì tiếp tục khám phá với bản tapi cánh cửa phên phía trên. Thì các chị có thể thấy này, đây là bên phía phụ, nhưng con này nó cũng được trang bị ghế chỉnh điện nhá. Đấy, mà con này rất là hay, các bác thể thấy là các bác có thể chỉnh được cả lưng ghế này, mặt ghế này, và cũng được trang bị loa Boomaster rồi. Đấy, và các vật liệu da cao cấp xịn sò đẳng cấp, còn rất mới luôn. Đấy, và đây quay cho các bác từng cái bản lề cửa, rất đẹp, nguyên zin nguyên bản. Đấy, và ghế phụ thì các bác nhìn này, nó cũng còn rất là mới. Đấy, form ghế thể thao. Và đây thì chúng ta thấy là cái má ghế này nó sẽ nhô cao. Điều này nó sẽ giúp chiếc xe khi mà ra ngồi. Đấy, và chúng ta vào cua thì nó sẽ đỡ lưng người và nó không bị tròng trành theo lực quán tính của xe. Đấy, và tất cả từng cái tem mác các bác nhìn nhé, cho em là nguyên zin nguyên bản này. Đây. Đấy, từng vạch sơn này, tất cả nguyên zin nguyên bản toàn tập từ A đến Z.
Và rất là hay là nếu mà các anh chị ta mỏi đấy, thì các anh chị có thể kéo cái này lên để tựa, giữ cho cái phần tựa gối của chúng ta đấy, nó sẽ tốt hơn. Ok chưa ạ? Vâng, và đây các chi tiết trên này cũng là da mềm, các anh chị ấn vào cái độ lõm này đấy, cửa gió điều hòa rất tinh tế. Đó, đó là những cái gì mà chúng ta thấy ở bên trong cái khoang nội thất. Bây giờ chúng ta hãy sang bên phía lái đi. Vâng, em sẽ chỉ tiếp cho các bác những cái gì mà các anh chị chúng ta sẽ sở hữu khi mà các bác bỏ ra mức giá tiền nó chỉ như một chiếc Vios. Vâng, để các anh chị chúng ta sở hữu chiếc xe này ngày hôm nay. Đấy, ghế lái cũng chỉnh điện các bác nhá. Đấy, cũng được trang bị loa Boomaster rồi. Và từ những cái tay nắm cửa, cái phím bấm các bác thấy theo thời gian này, nó còn mới kính cong luôn. Đấy, da thêu chỉ đều thẳng tăm tắp. Đấy, bao zin nguyên bản các bác, không mất một cm kêu chỉ nào nhá. Con này thì các bác đem đi check hãng cũng được. Nói chung là bên em bán hàng thì các anh chị cứ yên tâm là bảo hành cho các anh chị 1 năm. Đấy, về phần động cơ cũng như là bao check hãng toàn quốc luôn. Đấy, nếu mà các anh chị chúng ta muốn đem đi check hãng, tất cả từng cái tem mác mã vạch các anh chị nhìn này. Nguyên zin nguyên bản. Và ghế da của nó thì đây. Đấy, và các bác có thể ngắm chọn cái khu vực ghế lái của nó này. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Đấy, và vậy thì đây, vô lăng 3 chấu. Đấy, tích hợp những cái phím chức năng cơ bản. Đấy, để điều khiển các thông số trên màn hình chính trung tâm. Có lẫy gẩy số đằng sau các bác nhé. Bằng lẫy gẩy số này. Có tính lăng ga tự động và giới hạn tốc độ lim này. Đấy, hệ thống chỉnh đèn các bác thấy theo thời gian mà nó mới như này. Đó, từ cái cửa gió điều hòa nhìn đã thấy yêu rồi. Và đây là cái trackpad, mà có nghĩa là chúng ta có thể xoay. Đấy, xoay ở trên này. Đấy, nó cảm ứng các bạn. Đấy, và đây là lúm xoay để hiển thị các thông số ở trên cái màn hình các bác nhìn này. Đấy, khi anh chị nào chúng ta di chuyển. Đó. Ở đây thì các bác chúng ta sẽ có điều chỉnh âm thanh này. À, chế độ là tiết kiệm nhiên liệu, tự động ngắt máy khi mà anh chị ta dừng đỗ 3 giây. À, giống như là iStop của Mazda vậy. Và các chi tiết cửa gió điều hòa. Đấy, cũng bằng hợp kim nhôm. Đấy, từ những phím bấm nên các bác thấy theo thời gian là nó vẫn còn khá đẹp đúng không ạ? Đấy, các chi tiết các bác nhìn này. Đấy, đầu đĩa DVD nhá. Con này thì mới lăn bánh chuẩn 15 vạn 8 các bạn, 15 vạn 8. Đấy, lấy gãy số thì nó tích hợp trên vô lăng này. Chuẩn nhá, con này là 15 vạn 8 chuẩn km, không sai 1 km là luôn. Đấy, và các bác thể thấy là cụm đồng hồ hiển thị rất là rõ nét. Đấy, chúng ta cũng có gương chiếu hậu chống chói. Đấy, đèn trần thì nó giống như là những cái viên pha lê vậy, rất đẹp. Đó. Ok chưa ạ? Và thực sự là một cái không gian nội thất mà theo em nghĩ thì Camry cũng chưa chắc được trang bị nhiều những vật liệu cao cấp như là chiếc xe này. Đấy, vậy thì chúng ta hãy cùng ngắm chọn cái ngoại thất của xe này đi. Một chiếc xe mang màu xanh ngọc. Vâng, con này là màu xanh ngọc nha các bác nhá, chứ không phải là màu ghi bạc. Đấy, vâng, một sản phẩm đến từ thương hiệu ngôi sao ba cánh Mercedes-Benz. Đây là một chiếc C200 với khối động cơ 2.0 được sản xuất năm 2015. Đấy, con này thì bao zin nguyên bản cho các bác từ A đến Z. Và một lỗi nhỏ, em Việt hoàn tiền cho các anh chị 100%. Ok chưa ạ? Phải nói là một chiếc xe thực sự là với một thiết kế nó rất là xịn sò và đẳng cấp. Và theo thời gian thì đây có thể nói là một trong những chiếc xe vẫn còn quá đẹp. À, chúng ta khám phá một chút cái ngoại hình của chiếc xe này. À, xe được trang bị bộ la răng phay. Đấy, và đèn pha thì các bác nhìn này. Đây là hệ thống đèn LED thông minh của Mercedes. Đấy, toàn bộ là bóng đèn LED các anh chị nhá. Đấy, và chúng ta thấy là nó xếp tầng tầng lớp lớp giống như là những viên ruby cạnh nhau vậy. Đó, và đèn LED công nghệ cao. Đấy, mặt ca lăng với những chi tiết chrome tạo điểm nhấn. Xe đang mang sắt biển thủ đô rồi. Đấy, và phải nói là một chiếc xe quá xịn sò luôn các bạn. Vâng, la răng gần như không tì vết, cụm phanh hiệu suất cao, xi nhan cũng được tích hợp trên gương chiếu hậu. Và đương nhiên như em nói là bước xuống từ chiếc xe này thì nó ở một tầm đẳng cấp khác rồi, vì Mercedes và một trong những cái thương hiệu của Đức thì nó là một trong những cái mẫu xe sang, sang trọng và đẳng cấp dành cho giới doanh nhân thành đạt. Mercedes thì có thể nói là dòng phổ thông rồi, nó dành cho những người trẻ tuổi, hoặc là những ai đam mê với thương hiệu Mercedes. Vâng, đúng không ạ? Mà chúng ta không có tầm tài chính như để với tới những mẫu Mercedes E hay Mercedes S thì chúng ta đã để tham khảo với dòng Mercedes này. Con này thì nhiều bác hay lo lắng về cái vấn đề sửa chữa thay thế linh kiện, nhưng nói thật luôn là cái dòng này bây giờ rất là phổ thông và chúng ta hoàn toàn có thể thay thế linh kiện một cách đơn giản. Đấy, ở ngoài gara với một cái chi phí có thể nói là bằng 1/10 so với trong hãng thôi, không quá nhiều. Đấy, không quá nhiều. Và toàn bộ viền chân kính thì các bác có thể thấy là đều được ốp những cái thanh nẹp chrome. Và đây em có thể bật cái đèn xi nhan lên để cho các bác chúng ta có thể thấy cái hiệu ứng ánh sáng của xe này. Vâng,
Thực sự đây là một trong những chiếc xe có thiết kế quá đẹp. Đến bây giờ chúng ta nhìn các bác có thể thấy nó vẫn còn rất là tuyệt vời đúng không ạ? À, phần đuôi phía sau thiết kế rất là mượt mà, với phần cốp hơi nhô lên một chút tạo cảm giác giống như đuôi cánh gió. Đấy, và các chi tiết lẹp chrome chạy dọc thân xe kết nối với phần đuôi phía sau. Đấy, và quan trọng nhất là phần đèn hậu thì các bác nhìn giúp em. Toàn bộ đều là bóng đèn LED các bác nhá. Con này là full LED rồi. Đấy, và theo thời gian như các bác nhìn này. Quá xịn sò đẳng cấp đúng không ạ? Đấy, cảm biến cảnh báo va chạm thì đương nhiên là 4 vòng quanh xe. Nhưng các anh chị có thể ngắm nhìn nó đi. Vâng, thực sự là quá yêu luôn. Đó. Và đây mở luôn cho các bác phần cốp này. Đấy, nói về độ thực dụng thì mẹc nói chung là vẫn mang tới cho các bác chúng ta với một cái khoang cốp khá là rộng, đủ chỗ các anh chị chúng ta mang theo nhiều hành lý trong những chuyến đi của mình. Đúng không ạ? Và phía dưới này thì các anh chị chúng ta có hộp để đồ nhá. Con này nó là lốp chống đinh nên là không có, thường là xe Đức nó sẽ không có cái lốp dự phòng. À, đúng không ạ? Với cái dòng này, đời này. Đó, và một chiếc xe màu xanh xanh ngọc rất đẹp. Vâng, một cái màu giống như là ngọc bích vậy các bạn. Vâng. Đó, máy nổ êm ru, em đang để nổ máy. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là ngồi bên trong hay là chúng ta đi xung quanh, chiếc xe này gần như không cảm nhận được tiếng máy nổ. Vậy thì bây giờ em sẽ tiếp tục quay phần động cơ để cho các anh chị có thể tham khảo chi tiết hơn. Vâng, vậy thì xin mời các anh chị chúng ta có thể cùng em tham khảo với khối động cơ 2.0 turbo tăng áp. Em đang để nổ máy, nhưng các bác có thể thấy là máy nổ nó quá êm luôn. Đấy, và xe chạy chuẩn 15.8 thì không nhiều. Thì các bác có thể thấy là cái chi tiết máy nó còn mới và sáng. Đấy, và đây đầu răng sassi này. Cái này là hợp kim nhôm nhá. Các bác có thể thấy này, rất là cứng. Đấy, và đây tất cả các chi tiết các bác nhìn giúp em. Sâu xuống phía dưới để thấy được độ zin nguyên bản của chiếc C250 này. Con này thì bao chất luôn nhá. Vâng, bao chất toàn quốc luôn các bạn. Đấy, cabo này. Đấy, rất là nhiều điểm răng, tem mác nguyên zin nguyên bản. Đấy, và trong này nó sẽ có thêm những cái thanh răng chống lật ở bên trong. Đó, các bác thấy nó chất chưa? Đây máy đây. Đó, quá đẹp luôn. Đó. Các bác nào mà nếu cảm thấy lăn tăn về chất lượng, các anh chị hoàn toàn có quyền đem đi check hãng một lần nữa trước khi mà chúng ta giao dịch với chiếc xe này. Vâng, vậy thì chi tiết chất lượng của chiếc C200 2015 mà em Việt đang có tại đây các bác cũng có thể đánh giá được rồi đúng không ạ? Đấy, và mức giá ngày hôm nay em Việt đang chào bán cho em nó chỉ với 650 triệu đồng. Và ngang cả một chiếc Vios G. Quý chị nào chúng ta yêu mến và quan tâm thì xin mời các bác chúng ta có thể trực tiếp nhấc máy lên và alo cho em Việt theo hotline 0968 22 889, hoặc đến với địa chỉ showroom Việt Xế Chất ở 175 đường An Định, thành phố Hải Dương để trải nghiệm chiếc xe này các bác nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ, và hãy ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Xế Chất.